Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, người dân sinh sống ở đường Tam Châu, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một người đàn ông nằm bất động nghi bị điện giật trên mái nhà một cửa hàng bán giày dép. Do nguồn điện chưa ngắt nên người dân không dám tiếp cận mà gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận tin, công an phường Tam Bình phối hợp với công ty điện lực Thủ Đức có mặt tại hiện trường giải quyết. Nhân viên điện lực đã ngắt nguồn điện cùng công an đưa nạn nhân đến bệnh viện thành phố Thủ Đức cấp cứu. Nạn nhân được xác định sinh năm 1960, ngụ phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Người dân cho biết sáng nay, chủ cửa hàng bán giày dép có thuê ông này đến cắt tỉa cây trước nhà. Khi ông vừa trèo lên mái nhà thì bị điện giật tử vong. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.